Xin kính chào bà con, cô dì, chú bác. Một năm mới chúc bà con, cô dì, chú bác một năm mới là an khang, thịnh vượng. Chúc cho tất cả những ai đang xem những video của tôi một năm mới sức khỏe dồi dào. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái cách để làm chăm sóc đào sau Tết nhé quý vị và các bạn. Thì điều đầu tiên để được cho nó ra được hoa đúng theo như dịp Tết Nguyên Đán thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải quay trở lại cái công việc là cắt các cái cành đào sau khi mà thu hoạch xong. Ở đây ạ, đây cũng như là các bạn cũng biết đấy, thì chúng ta vừa là cắt xong một cái cành đào này. Ở đây là tôi sẽ sử dụng một cái đây dùng bằng cái keo liền sẹo nhá quý vị và các bạn, để mục đích là bôi vào đây này để cho nó nhanh liền sẹo nhá quý vị và các bạn, và để nhanh lấy lọc nhá quý vị và các bạn. Đây là những cái cành đào mà đợt vừa rồi trong năm này đã cắt và bán cho các bác. Đây thì các bạn hãy cùng xem đây. Đây là cái keo liền ra cây đây. Keo Mỹ Tiến này, keo màu đỏ nhá quý vị và các bạn. Đây. Đây các bạn, nhà các bạn có những cái cây đào ấy, chúng ta muốn để nó liền sẹo đấy. Như vậy ấy, các bạn thì việc cắt xong rồi ấy, các bạn sẽ tiến hành dùng cái keo này ở cái nọ này chúng ta bôi vào đây để mục đích để cho nó chống nhiễm khuẩn, nhiễm trùng và cho nó đỡ bị lấm mốc, nó nhanh liền ra liền cây nhá quý vị và các bạn. Đó, sau khi mà chúng ta đã bôi được rồi ấy, các bạn đợi công việc của chúng ta là để cho nó nảy mầm lên thôi. Thì trong cái quá trình này thì khi mà nó nảy mầm rồi thì chúng ta sẽ phải đánh tung hết cái gốc cây này ra, để mục đích là chúng ta sẽ cho lân ở phía dưới ở trong cái gốc cây ấy, để cho sau cho ủ vào để cho cây nó ăn nó lên, nó tốt lên. Sau đó rồi chúng ta mới bắt đầu tạo tán nhé quý vị và các bạn nhá quý vị và các bạn. Đây thì như ở cây ở đây là bắt đầu nó đã lên rồi đấy quý vị và các bạn nhá. Nhá quý vị và các bạn, đây là những cái lập mầm đây nó đã lấy lên rồi đây quý vị và các bạn. Sau khi chúng ta sẽ cắt là có cái định hình rồi thì và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tạo những cái tán cây để cho nó lên nhá quý vị và các bạn. Và sau là tôi sẽ làm một cái video khác nữa nhé. Video này là kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé.